Mỡ máu triglyceride là 3.8 có nghĩa là không, ăn uống gì cho giảm. 3.8 thì là hơi cao. Cái này thì nó hơi cao nhưng mà vẫn chưa đến mức phải nguy hiểm, tức là tăng nguy cơ thôi. Cái này là nó là tăng cái nguy cơ dẫn đến cái tình trạng là gan nhiễm mỡ, tăng nguy cơ dẫn đến tình trạng là xơ vữa, tăng nguy cơ dẫn đến tình trạng là tiểu đường. Tức là nó làm tăng cái nguy cơ của cái bệnh đấy nó lên, nếu như mà cái chỉ số này mà nó vẫn cứ duy trì như thế này mà lâu dài. Ăn uống gì để cho nó giảm? Đầu tiên là giảm béo, thì cái này nó có thể nó sẽ giảm giảm cân đi thì cái chỉ số này nó sẽ là giảm xuống. Cái thứ hai là giảm calo, tức là ăn ít hơn đấy, giảm cả tinh bột nữa. Triglyceride nó tăng thường là do chúng ta ăn quá nhiều tinh bột thì nó làm cho cái chỉ số triglyceride, tức là mỡ máu nó là do tinh bột nhiều nó làm tăng tri nha, chứ không phải là do mỡ mới là tăng cái triglyceride đâu. Thì cái này thì chúng ta sẽ giảm cái calo đi là ok. Thì đấy là những cái mà cơ chế, những cái cách để mà chúng ta làm.